Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một món thịt bò đặc biệt xào củ hành. Đặc biệt ở đây không phải là cách làm đặc biệt, nhưng đặc biệt ở đây đó chính là cục thịt bò. Vì cục thịt bò rất mềm và khi chúng ta ăn vào thì chúng ta có cảm giác như là ăn gan, ngỗng hoặc là gan vịt vậy đó. Sống ở Mỹ lâu thì mình mới phân biệt được nước Mỹ thịt bò là tuyệt nhất. Họ có rất nhiều loại thịt bò, nhưng đây là loại thượng hạng trong các loại thịt bò. Thì nó gọi là thịt bò thăn mềm. Thì khi các bạn mua, trên vỏ của bao bì sẽ có chữ premium. Và cách chế biến thì cực kỳ là đơn giản. Chúng ta chỉ cần sắc lát những miếng thịt bò nhỏ nhỏ xinh xinh, khoảng chừng nửa cm. Như thế này đây. Các bạn, vậy là được ha. Còn về phần củ hành thì chúng ta chỉ chẻ đôi và sắc ra từng khoanh nhỏ, khoảng 1 cm. Vậy là vừa ăn. Còn tỏi thì chúng ta chỉ dùng một tép nhỏ đập dập và sắc thật nhuyễn, ướp vào thịt bò để tạo thêm mùi hương cho từng miếng thịt. Tiếp đó là chúng ta chuẩn bị một nắm rau ngò. Rau ngò thì tên tiếng Mỹ gọi là cilantro. Chúng ta chỉ cần một ít như thế này thôi. Vậy là đủ dùng. Và ngò chúng ta chỉ bỏ phần cuối cùng. Khi chúng ta trang trí đĩa thịt bò xào thì chúng ta cho phần ngò lên phần trên. Và bây giờ là hành lá. Chúng ta chỉ cần 2 cọng hành thôi. Các bạn thấy không? Hành hôm nay rất là tươi và ngon nha. Hành lá thì chúng ta chỉ cần sắc nhỏ nhỏ cỡ như một ngón tay hoặc 2 lóng tay. Vậy là vừa rồi. Khi sắc xong, chúng ta dùng một phần hành lá nhỏ để ướp chung với thịt.
Và bây giờ chúng ta cho khoảng một muỗng cà phê đường. Về phần dầu hào thì mình dùng hiệu này. Hiệu này dầu hào rất là ngon và thơm nha. Dầu hào thì mình dùng một muỗng canh dầu hào. Tiếp theo đó, mình sẽ dùng nước tương. Và nước tương thì mình sẽ dùng hiệu nước tương Maggi. Nước tương thì mình dùng khoảng một muỗng canh. Tại trong phần này mình sẽ không dùng muối. Mình tạo thêm độ mặn. Thay vì muối, mình cho đó là nước tương. Vì muối chúng ta dùng trong thịt bò xào nhiều khi sẽ làm cho vị thịt bò cứng lại và có vị mặn chát. Và sau đó mình sẽ dùng dầu mè. Dầu mè thì mình không thích bỏ nhiều vì mùi của dầu mè quá nồng thì nó sẽ không làm cho mùi của thịt bò thơm ngon nữa. Mình chỉ dùng khoảng nửa muỗng cà phê dầu mè. Bây giờ mình sẽ đi lấy bao tay và trộn đều tất cả những nguyên liệu này để cho thịt bò thấm hết tất cả những hương liệu mà chúng ta đã ướp vào thịt. Các bạn thấy không? Sau khi mình đã trộn đều những nguyên liệu thì bây giờ chúng ta để cho thịt bò nghỉ khoảng 15 đến 20 phút thì chúng ta có thể đem xào. Và sau đó mình chuẩn bị một cái chảo nóng và mình dùng 2 muỗng canh dầu. Tiếp theo đó mình sẽ cho khoảng 2 muỗng canh bơ đờ. Và bơ đờ sẽ tạo thêm mùi hương cho món thịt bò xào của chúng ta. Các bạn lưu ý rằng món này chúng ta xào, chúng ta cần phải dặn nhiệt độ cho thật cao để khi món bò của chúng ta vừa đổ vào chảo thì nó sẽ được cháy sáng. Mà chúng ta phải nấu thật nhanh để đảm bảo rằng bò của chúng ta vẫn mềm nhưng thịt thì vừa chín tới. Sau khi cho tất cả những nguyên liệu vào trong chảo thì chúng ta khoan hở trở và để trong 3 phút. Và bây giờ sau 3 phút thì mặt bên kia đã cháy sáng. Mình dùng đũa và một cái xẻng để xúc hết tất cả những phần thịt này lên. Tiếp theo đó cho tất cả những củ hành mà chúng ta đã sắc nhỏ vào trong chảo. Và dặn lửa thật cao. Nếu nhà không có bếp ga thì chúng ta chỉnh bếp điện với nhiệt độ cao nhất mà bạn có thể. Giờ chúng ta chỉ xào nhanh chóng khoảng 5 phút. Các bạn thấy không? Mình đã xào xong món bò xào củ hành. Và bây giờ bò của mình đã được cháy sáng bởi bơ đờ.
thì món bò của mình trông rất là bắt mắt. Vậy là xong rồi đó. Chúc các bạn thành công khi coi video clip này của mình nha. Bây giờ phần hấp dẫn hơn nữa là mình sẽ đổ thịt ra cho các bạn coi món bò xào vừa mới xào xong. Trông thật là đẹp mắt. Wow, bây giờ mình cảm thấy đói bụng rồi đây. Nghĩ cũng mắc cười, mình tự nấu và mình tự khen mình. Nhưng sự thật là món này rất ngon các bạn à. Và mình cũng hy vọng các bạn cũng nấu ra được món bò xào củ hành thật đơn giản như mình nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại video sau. Bye!